nhân dân cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa cộng đoàn, có hôm nay chúng ta được dâng lễ cầu nguyện cho quý linh mục, tu sĩ và thành phần thân Chúa đã qua đời. Chúng riêng các linh mục, tu sĩ đã phục vụ tại giáo xứ chúng ta. Chúng ta hiện dâng lễ này với tất cả lòng tin tưởng và tin thác vào lòng thương xót của Chúa dành cho các tín đồ đã qua đời, cùng với những người sinh lễ hôm nay, cầu cho hai linh hồn Maria, hai linh hồn Đa Minh, các linh hồn tiên nhân và tất cả các linh hồn anh chị em chúng ta đã nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành cầu nguyện thánh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan thầy giảng. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô Thiên Chúa. Nhưng người yêu giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các vị mục thực tế của thiên sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Quý bà và anh chị em, trong các sách Cựu Ước, sách Giảng Viên được cho là nơi cung cấp những nguồn giáo huấn quan trọng đối với dân Chúa. Không chỉ dạy về niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng còn dạy về cách thức ứng xử ở đời, cũng như cách nhìn nhận về cuộc đời để mỗi người có được một cách sống tích cực và chúng ta theo những ý của Thiên Chúa. Trong trích đoạn của bài học hôm nay, trích sách Giảng Viên, cuộc đời con người được mô tả một cách cặn kẽ mà có thể tóm gọn bằng hai chữ phù vân, nghĩa là mây không. Nó chỉ tới rồi trong qua, không có gì gọi là bền vững, không có gì gọi là lâu dài, không có gì là trường tồn cả. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng trường tồn vĩnh viễn và vẻ đẹp của người là vẻ đẹp vĩnh cửu. Chúng ta nghe là một vài điểm nhân trong sách Giảng Viên. Dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để liệt thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than vang, một thời để múa nhảy, vân vân. Tất cả những điều đó cho chúng ta cái nhìn về cuộc đời này, những gì mà chúng ta đang chạy đua để tìm kiếm như danh vọng, quyền lực hay là những thú vui trần thế, đó chỉ là phù vân và mây khói, trong tới rồi trong tạm, trong qua biết thôi. Điều quan trọng trong cuộc đời là chúng ta nắm bắt và phủ đáp được hạnh phúc đích thực. Và đối với dân Chúa thì chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa mới ban cho họ cái hạnh phúc đích thực mà thôi. Do đó mà chúng ta tuyên xưng như trong tâm tình của câu đáp này: chúc mừng Chúa là núi đá cho tôi đứng vững. Mỗi khi chúng ta hiện dân thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, hay là khi chúng ta viếng nhà hài cốt, chúng ta nhìn vào hình ảnh những người thân của chúng ta đã ra đi, chúng ta lại một cách nào đó nhìn lại cuộc đời của mình, nó cũng trong qua như thế thôi. Vấn đề là chúng ta đọc lại được gì, chúng ta lĩnh hội được gì trong hành trình đức tin của mình. Chúng ta được mời gọi cùng với anh chị em của mình trong cuộc lữ hành đức tin đó, đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta.
ta, và Chúa chính là niềm hạnh phúc vĩnh cửu, niềm hạnh phúc không bị giới hạn hay không bị đóng kín bởi cái cuộc sống trần thế này. Để rồi khi cuộc đời chúng ta kết lại, một cánh cửa khác mở ra cho chúng ta, dẫn chúng ta đi sâu vào sự kết liễu mật thiết với Chúa trong nước của Chúa. Đó là niềm tin của dân Chúa và phải là niềm tin của mỗi người chúng ta trong cuộc tự hành đức tin. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan, phân định của những người con cái với Chúa, biết rằng là chỉ có Chúa là lý tưởng và hạnh phúc của đời mình, để cho mỗi hành động và cho mỗi quyết định của đời mình luôn chọn được điều gì để ý Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Xin Chúa nâng đỡ và giúp sức cho mỗi người chúng ta.